Ok và hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thị Trâm Gaming. Và hôm nay chúng ta sẽ lại chơi tiếp cái game Conan Exiles rồi nhá. Ở tập trước thì mình có ý tưởng là mình sẽ đi kiếm thiên thạch để mà chế tạo ra cái Star Metal cho các bạn xem. Nhưng mà mình đợi hoài nhưng mà chả thấy cái cục thiên thạch nó rơi hết á. Cái đó là nó rơi từ trên trời á, chứ không phải là đập hoang sàn ở dưới đất đâu. Không biết bao giờ nó mới chịu thả ra cái đó nữa. Mình đợi hoài rồi không có. Nếu mà tí nữa không có thì mình đi vô khám phá hang động kia ha. Chứ giờ mình cũng chả biết đi đâu nữa, chỉ biết là đi đi vô cái hang động mà hồi nãy tập trước á mình tính vô, nhưng mà thôi, mình thấy tập đó dài rồi cho nên mình để sau. Tập này để mình đi vô đó chơi chơi thử coi. Ui, các bạn thấy gì phía trước không? Trời ơi, mấy cái linh hồn gì nó bị mắc kẹt ở dưới con sông nè. Trời ơi, thấy chưa? Nó nổi lên nè. Đẹp vậy. Wow. Nè, người ta bị chết cóng ở dưới lớp băng này nè. Giờ nó trâu cái xác lên nè. Wow. Đẹp ghê ta. Rồi, kia ở đây vẫn còn nữa nè. Hình như là cái đường vô lên là nằm ở phía bên đây thì phải. Cứ đi thẳng theo con đường này là tới. Bị tuyết nó rút máu mình đi à. Lạnh quá trời lạnh nè. Tập trước mình có quánh mấy con này nè. Mấy thằng này cũng không có mạnh lắm. Đúng rồi, mình phải tắt cái này đi chơi cho nó công bằng. Chơi công bằng là phải tắt cái này đi. Giờ mình đâu có sợ mấy con này đâu. Rồi ma bút đen hả? Dồi, dồi, dồi. Quýnh nó quýnh, đâu có máu nhiêu máu đâu. Máu còn tí à. Wow. Mày, vô đây. Núi lửa về đêm đẹp quá ta ha. Những cái vùng đất này nè đó, nham thạch nó chảy ra mắt ma. Trời ơi, mình đợi hoài mà chưa thấy được cái thiên thạch rơi, buồn ghê. Ăn chạy ăn đập nè con, làm cái gì? Ok, thẳng tới chuẩn bị vô cái ngôi ngôi đền của tộc gì ta, người 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 tuyết. Đó, ở ngay trước mặt kìa. Trời ơi, bự nha. Ở đây chắc có người khổng lồ hơi nhiều á. Vô đây có một cuộc đại chiến với người khổng lồ. Wow. Chụp cái hình kia ra. Thằng này nó có tiêu ba rồi luôn, là ngon, lấy để dành. Ừ.
vị tráng lệ quá. Này tính đánh tàu hả? Đâu có được. Rồi lấy mấy cái này, lấy đi à, cung nè dành. Mình có bơm rồi, để tính làm cái kia kìa nhưng mà chưa thấy để mà. Uầy. Vô đây gái. Vô đây gái. Vô đây gái. Ồ. Có cái gỗ luôn, được. Đang bị lạnh nó ra rút máu mình dần dần đi nè. Chết rồi, trong bị lạnh quá. Không ổn, không ổn, không ổn rồi. Không có hồi được. Trong bị lạnh quá. Phải đi ra ngoài chút. Lạnh quá không vô được. Không thể hồi máu luôn. Very cool. Giờ sao ta? Cái tí đi đã. Chắc cho mình phải bật cái gót lên rồi. Vô mới rút máu vậy rồi sao đánh. Thôi vô khám phá luôn kệ đi. Mấy bạn coi chịu khó tới nha, mình khám phá cho các bạn coi. Ở đây có tới 3 con đường rồi. Ô đồ. Tới đây mình coi thử. Wow. Thằng này nó cũng có đồ xịn phết chứ. Đấy, có cái đồng vàng này được nè. Gì đây? Bon. Mấy cái chỗ này là mấy cái gì đây trời? Ồ, hay ta. Mấy này đi được không? À, không đi được. Qua bên trái thử. Đẹp quá. Wow. Vô đây. Quỷ vương, thằng này trâu vãi. Mày trâu cỡ nào? Trâu cũng phải chết thôi. Wow, này là gì vậy? Có gì ở đây không? Đây nó không cho mình chế gì hết ra.
Đây, mình đi qua bên cái chỗ khu giữa thôi, có gì không? Ở đây có em cái đường hầm đi luôn nè. Wow. Boss. Vô đây mày. Vô đây mày. Tao sợ mày quá. Ở đây đẹp quá trời đẹp luôn. Vô đây mày, vô đây. Mày chết. Mày. Mình đã giết được thành công thằng này rồi. Ô, mình học được cái gì nè? Mình học hình như học được chế độ mới. Làm được cái gì vậy? You learn gì đó. Tao tay mình học được cái gì vậy? Wow. New recipes. Mình học được cái gì nè? Cái gì vậy ta? Ồ. Học hay là học được giáp, nó cho mình chế giáp xịn ta. Ngon lành rồi. Về. Trời ơi, mày yếu lắm. Trong đây không lạnh mà ra ngoài kia thì lại bị lạnh. Chắc là hết rồi hen. Để mình ra ngoài kia mình coi coi có đá cho mình có đá cho mình để mình chế tạo chi ta. Ở đây cái black black eye nhiều lắm. Đá đen. Này là gì đây ta? Cái trụ này mình cũng học được cái gì luôn nè. Lắp cái gì ta? Nhiều đồ mới quá. Hình như là hết rồi. Giờ mình đi một vòng mình kiếm kiếm thiên thạch rơi.
Wow, cao thế. Đi lên đây thử coi có gì không. Lên đây bị lạnh nè, lạnh rút máu nè. Ồ, trên đây cũng có voi nữa nè. Trên đây là cực lạnh luôn. Extreme cool luôn kìa. Nói gì đây? Not up here, bonded one. Giờ đi kiếm giờ đi kiếm metal, star metal. Hồi nãy nó nói ở phía north đó có cái gì đó, có cái nguyên liệu đó. Có gì đây? Vô đây mày, cân hai tụi bay luôn. Tụi sợ tụi bay quá. Ôi, mấy thằng yếu nhóc nhí này. Thằng này có biết có gì không nữa ta? Tập thử. Ôi, Blood Eye kìa. Thôi bỏ đi. Mấy cái này mình không có thiếu. Tưởng có gì ngon lắm chứ. Mình phóng ở trên đây, phóng xuống dưới coi nó phê cỡ nào. Đây nè, xem nhảy núi nè. Đã chưa? Qua mấy cái núi bên kia thử coi có gì không.
Ủa bên này cũng cao phết đó chứ, để mình lên trên kia coi. Cái này đá thường rồi, chứ chưa có cái kia. Cái cục đá kia lại nó có tỏa ra khói nữa kìa. Khoan, để mình lên đây thử coi có gì đâu. Phết đấy chứ. Bữa nào mình thử mình leo lên 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 cái ngọn núi lửa cao nhất thử coi xem được không. Ngọn nó lửa bên kia. Đây là cao lắm luôn á. Trời ơi. Cho nên được ba cái black eye kia. Wow. Đẹp ta. Chụp tấm hình cái coi. Đứng trên đỉnh núi cao nhất, gần cao nhất thôi chứ chưa cao nhất đâu. Kiếm cái kia khó quá. Khu này nguy hiểm quá. Trượt rồi, nó trượt rồi, nó trượt rồi. Ừ. Cao quá. Lên đây thử coi có gì không. Ở kia có một cái động gì nữa kìa. Ghê vậy. Từ từ, chúc vào đó liền. Để mình qua bên cái núi này thử.
Rồi, lên rồi. Wow. Cái này là cái tòa tháp hôm bữa mình đi rồi nè. Nằm ở đây. Rồi mình để mình xuống cái kia thử. Cái này là chắc chắc là vô trong trong hang núi lửa tiếp á. Dragon Mount. Núi rồng. Oh my god. Rồi cái khu vực này là mình chưa biết nha. Nó nằm ở tiếp bên đây lận. Ê. Rồi, tập này mình sẽ vô thử. Vô thử coi bên đó bên đó có gì không. Đây nè, mình đang ở tút bút ở đây nè. Xa lắm. Trời ơi, không biết mình phải mình là người đầu tiên đi cái này không nữa. Wow. Rồi, là đi qua một khu khác nữa nè. Cái game này còn nhiều điều bí ẩn quá. Bây giờ thì mình lại ở đây. Oh my god. Như đang bị nóng hay sao quá trời. Hình như là đang bị nóng. Này cái khu này hôm trước mình có đi rồi nè. Cái vòng xoáy thời gian đã nằm ở đây nè. Thôi bỏ đồ coi. Bỏ đồ nó cũng vậy à. Nó mặc cho đi nhìn cho đỡ ngu người. Mình nhớ không nhầm là chỗ này nó có một cái khu lò đốt dưới đó để cho mình học mấy cái đồ xịn lắm. Nó nằm ở đâu ta? Đồ đó đam đây còn khủng hơn cái đồ này nữa nè. Nhớ là nó nằm ở đâu nè.
đâu ta? Để mình nhảy xuống thử trong đây coi thử có gì ở trong ha. Mấy bạn có muốn mình nhảy thử không? Vô trong nó không biết có cái gì không trời. Thôi làm liều cứu đi ha. Vô luôn. Chết thì bỏ. Đẹp lắm. Bạn thấy gì chưa? Oh my God. Cái này nhiều đường cho mình đi lắm. Đây nè, có đường đi xuống nè. Đây. Nick đây, ở chỗ này nó chỉ cho mình học những trang bị hơi bị mạnh luôn á. Đây, mình xuống đây mình coi thử. Gì vậy? Rắn rắn mày mày. Ồ, mấy con này là lính canh canh gác khu vực này. Ghê vậy. Holy shit. Ôi, lò của Thái Thượng Lão Quân à. Đâu là có cái đường này là gì? Kia còn có mấy chỗ để mà đi nè. Gì đây? Volcanic Forge. Là sao nhỉ? Hình như ở đây nó chế được vũ khí gì đó hơi bị ghê luôn á. Mình coi thử coi. Mình chưa unlock được cái kia ủa cái chỗ đó mình học đâu rồi ta, chỗ mình học đâu rồi. Cái chỗ học ở đây ghê quá. Ừ.
Oh god. Trời ơi. Đẹp. Đẹp thế. Ở đây cũng có mấy cái rương nữa hả trời. Mấy con này, con mấy con này lạ nè. Con lạ. Quá đẹp. Nó quên nó rồi. Nó đẹp. Vãi linh hồn. Khoan, mình lên đây thử coi coi có gì không nữa. Ồ, ở đây là cái chỗ hồi nãy mình đi vô. Nhưng mà làm sao mà mình có thể chế tạo được vũ khí đó ta? Xíu nữa là té chết rồi. Vô lý vậy ta. Mình nhớ rõ ràng là nó có một cái chỗ nào có một cái miếng bia để mình học cái cách chế tạo vũ khí, mà giờ nó nằm đâu rồi nè. Đâu vậy ta? Có ở đây. Trời ơi. Kỳ đẹp. Ở đâu ra vậy cô? Chỗ này ném anh đi rồi.
Bây giờ làm sao qua kia vậy? Để mình về lại thử rồi. Hơi bị lắc ấy. Khoan, vô lại cái đã. Đúng rồi nè, vô lại đây nè. Hiểu rồi, mình biết cách rồi, biết cách rồi. Phải qua được cái đời bên kia. Hiểu rồi, mình hiểu rồi. Phải qua bên kia học kia mới được. Vậy sao qua ta? Ở bên đây thì không có. Bên phải nè. Nó kiếm đường qua bên kia kìa. Sao?
Nhảy qua. Ok. Cuối cùng cũng đã tới nơi rồi. Đây, chỗ để mình học đây. Ui. Nằm ở Múc Chỉ Cần Thơ nào luôn. Gì vậy? Mấy cái bóng. Đây là học học như học. Đâu ta, cái cục đá đây mình học rồi. Đây cục đá đây. Má mình học đồ ở đó đó. Đây. Dạ, mấy thằng này. Ôi. Ghê vậy. Như mình học được rồi sao á. À đây nè, đây nè, Obsidian nè. Trời ơi, đây đây đây. Mấy cái vũ khí mà siêu xịn đây, nó nằm ở đây rồi. Các bạn thấy chưa? 62 đam. Ôi. Quỷ kia nó cứ gọi ra hoài ta. Sao mà đập được quỷ kia nè. Mạnh quá. Lóc cho mình quá trời đồ luôn nè. Ngon rồi. Để coi giờ phải kiếm đường lên lại chỗ kia nữa. Bây giờ mình coi cái công thức của nó chế ra sao đó rồi mình chế thử. Kia đâu ta? Ôi, lên nó là cả một vấn đề đấy. Chắc là phải đi qua bên phải kia rồi. Ê, nó mở cửa nè, nó mở cửa.
thì phải. Rồi. Tập tập này hơi bị dài đúng không? Kệ đi, quất luôn cho các bạn xem ghiền luôn. Thì mình coi, mình phải ráng coi thử cái công thức của nó là vũ khí là cái gì. Ây da. Đu lên. Đu lên. Trời ơi. Kệ cho nó đi, bỏ qua đi. Chạy. Ho ho. Tới nơi rồi, chuẩn bị tới nơi rồi. Cản đường tao để coi, tao coi nguyên liệu cách chế coi. Wow. Obsidian. Oh, mấy nguyên liệu này dễ, được 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 được. Thôi nữa mình sẽ đi về nhà mình chuẩn bị. Rest work. Oh, được nha. Mấy nguyên liệu này mình có hết, mình có hết. Được. Siêu frame là cái gì đây trời? Cung tên nè, cung tên Obsidian nè. Breastwork Danger. Hồi nữa mình sẽ làm hết vũ khí này, tập sau. Tập sau mình sẽ về nhà mình lấy nguyên liệu mình làm toàn bộ vũ khí ở đây nhá. Sau hồi nữa mình test cái cách đánh của nó cho các bạn xem. Rồi mình sẽ đi cái khu khác. Ngon rồi. Rồi, đi về. Ok. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này nhá. Nhớ like và đăng ký để ủng hộ mình nha. À, những tập này là những tập rất là hay luôn á. Nhớ like share cho mọi người có thể xem và biết được kênh của mình. Nhìn đã quá trời nè. Xoay vào vòng cho các bạn coi nè. Lò bác quái của Thái Thượng Lão Quân. Ok. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.